của mình nha. Mình có một người bạn tên là Sơn An, bạn đang học chuyên ngành piano ở trong nhạc viện. Mình thì học guitar, còn bạn thì học piano. Và tụi mình đã chơi với nhau từ hồi năm nhất tới bây giờ rồi mọi người. Và nếu như mà ai mà theo dõi kênh YouTube của mình đã lâu á, thì mấy bạn sẽ biết mặt bạn Sơn An luôn á nha. Cũng đã biết bạn Sơn An rồi đó. Thì Sơn An có một kênh YouTube tên là Nhạc của An. Thì mọi người có còn nhớ là mình đã từng cover một bài hát có tên là Vĩ Dạ Chờ Anh. Và cái bài đó là sáng tác đầu tay của Sơn An luôn. Mặc dù là Sơn An học piano nha, nhưng mà sáng tác nhạc rất là hay. Và Sơn An lại ra thêm bài mới nữa rồi mọi người. Sau một khoảng thời gian, Sơn An lại ra thêm bài mới có tên là Dù Mai Không Đến. Và cái sáng tác này á, là đã được cái bài này. Và cái bài hát này cũng đã được up trên kênh YouTube của Sơn An luôn. Kênh YouTube của An tên là Nhạc của An, và mình sẽ để cái link kênh ở dưới phần comment hoặc là phần mô tả để cho mọi người vô đăng ký ủng hộ bạn mình nha. Thì cái bài này á, Sơn An nói với mình á, là Sơn An làm trong vòng 10 tiếng, có nghĩa là vừa nghĩ lời bài hát nè, vừa nghĩ lời bài hát để sáng tác nè, vừa phối nhạc nè ha, vừa thu âm và vừa edit video để up lên YouTube luôn. Có nghĩa là vừa làm tất cả mọi thứ trong vòng 10 tiếng. Ghê chưa? Nói chung là mình thấy cũng là kỷ lục mới của Sơn An luôn á. Và cho là làm gấp rút như vậy á, cho nên là có thể về cái phần mà gọi là âm thanh á, thì nó sẽ không được chỉnh chu bằng cái video lần trước. Có nghĩa là video trong sáng tác Vĩ Dạ Chờ Anh á. Vĩ Dạ Chờ Anh là bạn Sơn An là làm rất là chỉnh chu, đi thu âm rồi đi chỉnh sửa rất là nhiều, thậm chí phải đi đăng ký bản quyền nữa nha. Sáng tác là phải đi đăng ký bản quyền. Còn cái bài này thì Sơn An làm hơi vội, cho nên là chưa có chỉnh chu về mặt âm thanh, cho nên là ví dụ mà mọi người nghe mà mọi người cảm thấy như vậy thì thông cảm giùm bạn mình nha, chú ý vào cái tài năng sáng tác của Sơn An ha. Rồi, hôm nay mình sẽ cover lại bài hát Dù Mai Không Đến của nhạc sĩ Sơn An. Thank you.